Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thủy phơi mới về nha. Cây form thiên nhiên. Cây form mini nha. Cái này có mã số là 247, có số đo hoành gốc là 50, chiều cao là 38. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 40 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 700k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Form mini vái nha, cây rất là già nhà mình nha. Đây, dạng da này. Phôi này phôi ở vùng đất cằn cỗi, sỏi đá nha nhà mình nha. Lọc đang lên luôn. Màu đất rinh nha nhà mình. Đang qua chọn nuôi thôi. Nè. Form mini vái. Rồi mã số 247. 700k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.